Hoàng Cát Kỵ. Hôm nay em xin phép giới thiệu với Hoàng Cát Kỵ chiếc xe Honda Future màu xanh đời cuối 2004 luôn nha các bạn. Đây là đồng hồ caro luôn, ngon luôn. Đang đi phiên bản đầu lòng chưa lớp. Cái xe nó rất là mới luôn các bạn. Xe này là người ta chạy rất là kỹ. Xe này là những cái chú ghe một mình chú mua luôn. Chúng ta thì là hết giờ vẫn ngủ duy nhất mà đi rất là kỹ. Đồ đạc còn rất là sáng trưng luôn. Và xe là các bạn là chỗ này các bạn thấy chạy không? Chỗ này cái chạy là do người ta bắt cái khóa đĩa đó các bạn. Ta bắt cái khóa đĩa đó. Nhưng mà nó rin luôn, còn rin lên không có tút gì lại hết đó. Liền bận cầm đồ đều đẹp hết. Đầu còn nguyên, đều bình đi luôn. Số là 59V138920. Đồ nó đẹp từ trái qua phải, từ trên dưới luôn. Đó, từ trên dưới, từ trước ra sau còn liền lạc hết luôn, nguyên zin, niềng bọng gì Goshi hết, đầy đủ hết. Máy móc thì cực kỳ êm, mấy chiếc xe này đi là cực kỳ bền các bạn, rồi đồng khối đá luôn. Về đến tận nhà các bạn, các chị luôn.